Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 5. Hiện tại, theo dự báo, thì cơn bão số 5 rất phân tán, nên các địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến của bão để có biện pháp ứng phó phù hợp. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng biên phòng tuyến biển phối hợp với các địa phương và gia đình các chủ tàu thuyền đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 71.500 tàu thuyền với khoảng 350.000 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú. Trên biển hiện vẫn còn 450 tàu thuyền đang hoạt động, chủ yếu là tàu thuyền của ngư dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định và tập trung nhiều ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi dự báo tâm bão số 5 sẽ đi qua. Lực lượng biên phòng tuyến biển sẽ bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ, khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với các bộ ngành, đặc biệt là với các đồng chí ở Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với các đồng chí Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban thì có họp cả với Bộ Y tế để hướng dẫn cho việc là sơ tán dân và các cái rủi ro thiên tai đối với khu vực miền núi của Việt Nam. Trên đất liền cùng với mưa lũ diễn ra những ngày qua ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nếu cộng dồn thêm mưa lớn của bão số 5 sẽ gia tăng thêm nguy cơ của thiên tai về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Vì vậy cần chủ động kịch bản sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm. Địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, nhất là ở khu vực vùng đỏ hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ Y tế. Và tỉnh Quảng Bình cũng đang có mưa to trong suốt vài ngày vừa qua. Để chủ động ứng phó thêm với cơn bão số 5, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị và địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và chủ động các công tác để phòng chống bão và hoàn lưu của bão. Đến sáng 9 tháng 9, đã có gần 6.500 phương tiện với gần 21.000 lao động trên biển tỉnh Quảng Bình đã về bờ an toàn. Hiện vẫn còn 199 phương tiện và gần 1.500 lao động đang hoạt động trên biển. Thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 5 vẫn đang được thông báo liên tục cho các tàu cá để nắm bắt và chủ động di chuyển an toàn. Hiện nay, nhiều địa phương của tỉnh Quảng Bình đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa ứng phó hiệu quả với thiên tai, đặc biệt trong trường hợp di rời dân, cần chú trọng rà soát và sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng để bảo đảm an toàn. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Côn Sơn và mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp các ngành khẩn trương chỉ đạo triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó thiên tai trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, đặc biệt lưu ý phương án sơ tán bảo đảm an toàn trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm phòng chống dịch và an toàn thiên tai cho các địa điểm sơ tán, khu cách ly. Tỉnh Ninh Bình yêu cầu huyện Kim Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân trên các khu nuôi trồng thủy sản, các công trình trên biển, ven biển.